Một cựu chiến binh 99 tuổi đã gây quỹ được 7 triệu USD để hỗ trợ dịch vụ y tế quốc gia Anh bằng cách đi bộ vòng quanh vườn của mình. Mỗi ngày, đại úy Tom Moore đi bộ 10 vòng quanh vườn, và ông mong muốn sẽ hoàn thành mục tiêu đi bộ 100 vòng vào thứ năm tuần này. Ban đầu, cụ Moore đặt mục tiêu sẽ quyên góp được 1.257 USD vào ngày 30 tháng 4, đúng dịp sinh nhật lần thứ 100 của cụ. Tuy nhiên, mục tiêu này nhanh chóng bị vượt qua chỉ trong vòng có 24 giờ đồng hồ, và cho đến nay, số tiền quyên góp đã lên đến 7 triệu USD. Bà Hanne, con gái cụ Mo tiết lộ, trong thời gian cụ thực hiện bài tập đi bộ vòng quanh vườn, một phần xương hông của cụ đã bị vỡ và phải thay thế nhân tạo. Bà Hanne cũng cho rằng, cụ Mo đã vượt qua thử thách do chính mình tạo ra hàng ngày để gây quỹ. Đại úy Mo từng là kỹ sư xây dựng trước khi gia nhập quân đội trong thời kỳ Thế chiến II.